Phần 2 của thương hiệu phim Knives Out của đạo diễn Ryan Johnson ước tính thu hút khoảng 35 triệu hộ gia đình theo dõi. Bộ phim lên nền tảng trực tuyến Netflix vào ngày 23 tháng 12 sau đợt chiếu rạp tại Mỹ. Tác phẩm nhận phản hồi tích cực từ khán giả, đạt điểm 93% trên Rotten Tomatoes. Thành tích mở màn của Glass Onion: A Knives Out of Mystery giúp phim tiến gần top những dự án điện ảnh được xem nhiều nhất của Netflix từ trước tới nay. Giới chuyên môn nhận xét phim ra rạp đúng dịp Giáng sinh giúp đạt hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến số giờ giảm vì nhiều người xem chung thay vì mở riêng trên từng thiết bị. Knives Out là phần tiếp theo của thương hiệu phim hài trinh thám về thám tử Benoit Blanc do Daniel Craig đóng. Tập 1 thành công về mặt thương mại, thu về 312,9 triệu đô la Mỹ tại phòng vé. Netflix bỏ 450 triệu đô la Mỹ để mua lại bản quyền và chi thêm 40 triệu đô la Mỹ để sản xuất phần 2. Mới đây, Insider đã lập danh sách xếp hạng tất cả những bộ phim siêu anh hùng của năm. The Batman của Warner Bros. Và DC chính là bộ phim siêu anh hùng được lựa chọn là xuất sắc nhất trong năm nay. Insider cho rằng The Batman là bộ phim khó có thể đánh bại ở thể loại siêu anh hùng của năm nay. Người rơi là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng trên thế giới và có nhiều phần phim chuyển thể trong suốt nhiều năm vừa qua. Tuy nhiên, The Batman đã lựa chọn lối đi riêng cho mình, khác với những phim tiền nhiệm. Theo Insider, The Batman chính là một bức thư tình gửi đến những người hâm mộ loạt truyện tranh gốc, loạt phim hoạt hình và trò chơi điện tử của nhân vật này. Đạo diễn Matt Reeves hoàn toàn làm thỏa mãn khán giả khi mang tới một bộ phim trinh thám ly kỳ, gợi nhớ tới Seven và Zodiac khi biến Batman trở thành thám tử vĩ đại nhất thế giới. Batman của phần phim mới đã có vai trò hoàn toàn khác, không còn chỉ gắn với danh hiệu một tỷ phú siêu anh hùng. Ngoài ra, phần trình diễn hoàn hảo của Robert Pattinson trong vai diễn người rơi cũng tạo điểm nhấn cho bộ phim. Avatar The Way of Water là phần phim thứ hai của vũ trụ điện ảnh Avatar do phù thủy phòng vé James Cameron cầm trịch. Mới đây, doanh thu của phim đã chính thức cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Avatar 2 đang tạo nên cơn sốt toàn cầu dù nhận làn sóng tẩy chay vì cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tính đến ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương, Avatar 2 đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, trong đó có hơn 300 triệu đô la Mỹ doanh thu đến từ phòng vé nội địa và hơn 700 triệu đô la Mỹ ở thị trường quốc tế. Được biết, thành tích này được xác lập sớm hơn so với dự kiến, tốc độ tăng trưởng doanh thu ở phần 2 cũng nhanh hơn so với phần 1 cách đây hơn một thập kỷ. Thành tích trên không khiến giới truyền thông và khán giả bất ngờ bởi cách đây vài ngày, Avatar 2 được dự đoán sẽ sớm cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Được biết, để đạt được 1 tỷ doanh thu, Avatar phần 1 phải mất 19 ngày, trong khi phần 2 chỉ mất 13 ngày. Avatar phần 2 cũng được dự đoán sẽ sớm xoán ngôi phần tiền nhiệm để trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Mới đây, khán giả Hàn Quốc đã chọn được 5 ứng cử viên sáng giá có thể lọt vào bảng đề cử thị đế Baeksang sắp tới. Trong đó, bất ngờ nhất là sự góp mặt của ông nội Song Joong Ki, LEE SUNG MIN và nam tài tử Lee Byung-hun. Vào vai Jin Yang-cheon trong bộ phim ăn khách cậu út nhà tài Việt, Lee Sung Min đã truyền tải hoàn hảo các cảm xúc, các diễn biến tâm lý của nhân vật đến khán giả. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định Lee Sung Min đã hoàn toàn lấn át Song Joong Ki trong bộ phim này. Trong thời gian phát sóng, Lee Sung Min đã trở thành trung tâm của mọi cuộc thảo luận liên quan đến cậu út nhà tài phiệt bởi diễn xuất hết sức thuyết phục của mình. Được biết, nam diễn viên Lee Sung Min đã từng ẵm cả giải thị đế lẫn ảnh đế của Baeksang. Khả năng cao rằng tên của anh sẽ tiếp tục nằm trong danh sách ứng cử viên chính thức cho giải thị đế lần thứ 59 sắp tới.